Chào các bạn, lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn về cách sử dụng của cái dụng cụ rửa dao cắt băng keo này. Thì đối với những bạn mà bán hàng online á, hay phải thường xuyên phải đóng gói hàng hóa, cũng như là những bạn mà làm về gói quà này nọ, thì cần sử dụng rất là nhiều băng keo để đóng gói hàng hóa cũng như là quà cho khách của mình. Thì việc mà các bạn xài rất là nhiều băng keo như vậy mà không có dụng cụ hỗ trợ thì sẽ rất là khó khăn trong cái việc mà mình sử dụng băng keo. Trên tay của mình đây là mấy cục băng keo, thí dụ vậy đi. Khi mà không có cái dụng cụ hỗ trợ dán băng keo đó thì sẽ gì hay xảy ra cái hiện tượng đó là cái nếp dán của mình nó sẽ không được ngay ngắn, cũng như là băng keo nó hay bị rách. Chính vì vậy mà việc mà mình nên trang bị cái này đó là dao cắt băng keo. Đó thì cái này có giá cũng rẻ thôi, khoảng chừng 25.000 thôi à. Đây là cái dao cắt băng keo mình mới vừa mua luôn. Thì cái thương hiệu là TH. Đó, một số cái công dụng của nó như là lưỡi dao sắc bén nè, nhỏ gọn bền bỉ, mẫu mã đa dạng, màu sắc phong phú. Bên đây là quy cách đóng gói, màu sắc này kia. Và quy cách là 5 cm. Bên đây là bằng tiếng Anh. Thì phía bên trong thì nó đơn giản thôi, nó không có giấy hướng dẫn sử dụng và nó chỉ có một cái dụng cụ dán băng keo như thế này thôi. Thì nhìn sơ qua đối với những bạn mà chưa biết sử dụng á thì nhìn nó cũng hơi rắc rối một chút xíu. Thì đây là cái lưỡi dao để mình cắt băng keo. Khi mà mình đóng gói hàng xong á thì mình sẽ không cần sử dụng kéo, hoặc là mình sẽ không sử dụng bằng răng để cắt cái băng keo nữa, mà bây giờ nó sẽ có cái răng cưa như thế này. Thì cái răng cưa này nó sẽ rất là bén nha. Nếu mà nhà mình có con nít này kia thì mình nên để xa, bởi vì con nít nó hay quậy á, nhiều khi nó lấy cái này nó rạch này kia cũng sẽ gây chảy máu này kia, rất là nguy hiểm cho các bé. Đó thì đây là cái bề mặt để mình để băng keo lên, và đây là cái con lăn. Thì mình sẽ để cái bề mặt dính của cái băng keo lên trên đây, và còn cái bề mặt còn lại thì cái con lăn này nó sẽ hỗ trợ, nó làm thẳng băng keo cho mình. Đó khi chẳng hạn khi mà mình để băng keo và mình vuốt đi đó, thì cái này nó sẽ xoay và nó sẽ giúp cho băng keo nó sẽ thẳng hàng theo cái kích cỡ này. Đó, như là trên đây là mình có một cái cục băng keo nè, mình mới vừa mua. Thì để sử dụng rất là dễ luôn, mình chỉ việc là mình mở lên thôi. Mình mở như thế này lên. Và sau đó thì các bạn phải làm cho băng keo nó già già ra một chút xíu. Đó. Và cái phần cái lỗ của băng keo này thì mình sẽ để vào trong đây. Đó. Rồi. Nên nhớ là cái mặt dính, đây là cái mặt dính của băng keo. Đó, cái mặt dính của nó nè. Nó phải nằm trên cái con lăn này. Đó, như vậy là đã xong. Khi mà mình sử dụng, thí dụ chờ mình một xíu. Giả dụ như là mình muốn dán cái này lại đi. Đó. Thì trước hết thì mình phải kéo băng keo, bởi vì do là trên đây nè, nó là cái con lăn đó, cái màu đen này nó là cái con lăn, nó sẽ hỗ trợ làm thẳng cái băng keo. Băng keo nó sẽ không bị cái hiện tượng là nhăn nhấm hoặc là dính lại so với khi mà mình sử dụng bằng tay. Đó, nó rất là thẳng đúng không? Thì khi mà mình sử dụng thì các bạn một tay mình sẽ giữ cái băng keo như thế này, sau đó mình sẽ dán lên cái một cái bề mặt cần dán. Đó, như vậy là nó sẽ thẳng. Sau đó thì mình sẽ cầm như vậy nè, và mình sẽ vuốt nó xuống. Đó, như vậy là băng keo nó rất là thẳng hàng, cũng như là nó hạn chế cái hiện tượng băng keo nó bị nhăn nhấm đi. Thì đương nhiên mới đầu các bạn xài thì sẽ không có quen đâu, thì cái gì cũng cần phải có thời gian mà. Nếu mà các bạn sử dụng thường xuyên thì các bạn sẽ quen. Đó, nếu mà thí dụ mà muốn dán một vòng nữa thì mình chỉ việc mình xoay lại thôi.
và thả mạnh xuống, mình sẽ vuốt nó xuống đó, nó rất là thẳng, nó rất là thẳng, nó không có cái hiện tượng nhăn nhúm như là khi mà mình sử dụng bằng tay đó. Đó, chỉ vậy là xong. Khi mà các bạn đã dán cố định theo cái ý của mình rồi và mình cảm thấy rằng cái gói hàng của mình chắc chắn rồi, thì mình nên kết thúc bằng việc là mình sẽ cắt bằng keo. Thì cái việc cắt cũng rất là dễ thôi, mình chỉ việc đưa cái lưỡi dao này xuống. Đó. Như vậy là xong. Và đây là miếng băng keo, nếu mà mình muốn sử dụng tiếp nữa thì mình sẽ dán lại. Mình lại kéo nó ra. Đó, mình lại kéo nó ra và mình cố định trên cái bề mặt mà mình cần dán. Và sau đó thì mình kéo căng cái cuộn băng keo này ra, một tay thì mình sẽ giữ cho nó chặt và mình sẽ dán nó như thế này. Và nếu mà mình muốn cắt thì mình chỉ việc mình nhấn nó xuống thôi. Đó, mình nhấn nó xuống là nó sẽ cắt ra được. Thì còn cái phần băng keo còn dư này á, thì nếu mà các bạn không có sử dụng tiếp đi thì để không bị mất mối nối cũng như là hạn chế, nếu mà các bạn để như vậy thì bụi bặm này kia nó sẽ vô cái miếng băng keo này, thì mình sẽ dán ngược cái miếng băng keo này lên cái cuộn băng keo như thế này. Đó, mình sẽ dán ngược nó lên như thế là coi như là mình tạm không sử dụng cái băng keo nữa. Khi mà các bạn muốn sử dụng nữa thì mình chỉ việc và mình gỡ cái miếng băng keo này lên. Đó. Và mình lại tiếp tục sử dụng thôi. Để mình làm mẫu thêm một lần nữa. Chẳng hạn như khi mà mình muốn cần dán cái hộp này đi. Đó. Giả dụ như đây là cái cuộn băng keo, khi mà mình sử dụng cái cuộn băng keo không và không có cái dụng cụ hỗ trợ dán như thế này thì nó sẽ rất là khó. Cái khó thứ nhất đó là mình tìm cái mối nối của nó, cái mối của nó nè. Đó, nếu mà mình không làm dấu, mình không gộp lại, mình làm dấu như thế này thì mình rất là khó tìm. Và nếu mà mình tìm được thì trong quá trình mà mình khửi cái mối nối này ra đó thì nó sẽ hay có cái hiện tượng là rách băng keo, bị rách băng keo chứ không còn nguyên miếng như thế này. Và nếu mà thí dụ mà mình dán đi đó, đối với những cái hộp mà nhỏ nhỏ này kia không sao, còn đối với những cái hộp lớn này kia đó, nhiều khi mình dán lại một chút xíu đó thì nó sẽ bị nhăn như thế này, nó không có thẳng này nọ. Và nếu mà bị nhăn này kia mình rất là khó để mình tháo ra và mình dán lại đó, chẳng hạn như như vậy đi, là nó sẽ không có đẹp cái băng keo của mình mà nó sẽ cong cong quẹo quẹo như thế này, rất là chán. Còn khi mà mình có cái dụng cụ như thế này đó thì các bạn chỉ việc là nắm một đầu nó thôi, nắm một đầu như thế này nè, mình sẽ cố định. Và miếng dán có thẳng hay không là do cái miếng dán đầu mình cố định đó, nó sẽ quyết định nha. Đó, và các bạn chỉ việc các bạn dán thôi. Đó, rất là thẳng. Và nếu mà chưa thẳng thì các bạn tháo ra cũng dễ nữa. Nó sẽ nguyên một miếng như thế này. Bởi vì sao mà nó khi mà mình tháo ra nó còn nguyên miếng mà nó không dính lại? Do là cái bản lề này nè. Đó, do là cái con xoay này thì nó sẽ hỗ trợ cố định cái độ dài của miếng băng keo, nên cái miếng băng keo nó sẽ không bị dính. Còn khi mà mình sử dụng tay này kia đó thì cái tay của mình thì nó không thể nào mà cái bản lề nó bự như vậy được, nên sẽ rất là khó. Với một phần là cái tay của mình nó cũng có không có lăn được như cái con xoay đó. Thì mình kéo căng như vậy, sau đó thì mình sẽ dán đó rất là thẳng hàng luôn. Đó, chẳng hạn khi mà mình dán như vậy là xong đi. Và mình sẽ cắt cái mặt kèo đó đi. Đó. Như vậy là xong. Đó, nhìn nè. Miếng dán của mình nó rất là đều và nó rất là mịn. Nó hạn chế nổi mấy cái hột li ti khi mà mình dán bằng tay. Và cái điều quan trọng là nó cũng không có bị nhăn nhấm nữa. Chính vì vậy mà việc các bạn nên mua cho mình một cái hỗ trợ dán băng keo như thế này, còn gọi là dao cắt băng keo á, thì các bạn đi ra ngoài những cái chỗ mà bán tiệm điện nước này kia đó,
hoặc là những cái cửa hàng bán dụng cụ này nọ đó thì họ sẽ bán cái này, giá của nó khoảng chừng 20 cho đến 30 ngàn thôi, tùy loại, tùy theo kích cỡ mà các bạn mong muốn. Như là cái khổ băng keo này của mình đó, thì cái khổ băng keo của mình là 5 cm, nó có ghi trên đây nè. Khi mà mình mua băng keo 5 cm thì nó sẽ vừa luôn, nó sẽ vừa với cái này đó. Như nãy mình nói là khi mà các bạn sử dụng xong và các bạn không muốn sử dụng nữa đó, thì mình chỉ việc mà mình kéo thêm một chút xíu băng keo thôi, sao cho mà nó dính lên được cái cục băng keo này đó. Như vậy là xong, là lần sau mình sử dụng mình chỉ việc lấy tay mình khử cái miếng này ra là mình có thể tiếp tục sử dụng rồi, mà mình không cần phải mất thời gian cũng như là không cần phải mất quá nhiều công sức để mình tìm kiếm cái mối băng keo chỗ nào nữa. Bởi vì thật sự thì nếu mà các bạn xài băng keo thì các bạn cũng biết rằng nếu mà băng keo bị mất mối thì thật sự rất là khó để tìm luôn đó, rất là khó để nhìn bằng mắt. Đối với những cái băng keo cuộn băng keo trong như thế này thì chỉ mình tìm mối nối bằng cách là mình sẽ lấy ngón tay mình sẽ quẹt xung quanh chỗ nào mà cộm lên sẽ là cái mối nối của nó. Nhưng mà thật sự thì làm như vậy nó cũng rất mất thời gian, cũng như là dán băng keo bằng tay thật sự thì nó rất là khó dán. Chứ vậy mà có việc có cái dụng cụ hỗ trợ này thì nó sẽ rất là giúp ích cho mình trong cái việc giúp cho mình đóng hàng hóa nhanh hơn khi mà có nhiều người mua đó, cũng như là giúp cho mình đóng gói hàng hóa nhìn nó đẹp hơn. Đó thì cảm ơn tất cả các bạn, và nếu mà trong video này có sai sót cái gì thì mong các bạn góp ý cho mình, cũng như là nếu mà các bạn thấy thích video này thì các bạn có thể đăng ký kênh giúp mình để mình có thêm động lực mình làm nhiều cái video review khác nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.